Dạ con chào hai bác. Dạ hôm nay thì con đại diện cho công ty. Sau khoảng 2 năm thì các bác mình trị liệu đúng quy cách tại nhà. Con ghé thăm để thăm hỏi sức khỏe của hai bác. Thì sau khoảng thời gian trị liệu đúng quy cách tại nhà thì không biết là sức khỏe của hai bác như thế nào. Thì trước tiên thì các bác có thể chia sẻ với mọi người biết về tên, tuổi và địa chỉ nhà mình ở đâu để các bác ở hội trường cùng biết đến các bác nhé. Rồi bây giờ thì câu hỏi thì bác sẽ trả lời. Bác tên Nguyễn Thị Tuyết Sương đó, bác là coi như là 60 tuổi đi. Số nhà của bác là 117 trên 157 trên 30B, Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi mà cô chưa biết cái máy này thì thật sự ra là cô rất là bệnh, rất là nặng. Đường của cô là lúc nào cũng 9, 10 chấm, 11, 12 chấm. Nhưng mà sau khi mà cô mua cái máy này về nhà, cô hỗ trợ điều trị tại nhà thì đường cô còn có 6 chấm mấy. Đó. Thì bác sĩ nói là đường từ 5 chấm đến 7 chấm là cho phép, nhưng mà đường bà cao quá. Nhưng mà bà tại sao mà làm gì mà hay quá mà bây giờ đường bà còn có 5, 6 chấm. Đó. Thì tôi cũng chẳng có giấu bác sĩ, tôi nói thì thuốc bác sĩ cho tôi uống là một phần, nhưng mà tôi nằm cái máy hỗ trợ rất là tốt đấy. Coi như là tôi cũng đâu có muốn thuốc tây, tôi rất là sợ thuốc tây thì nó là con dao hai lưỡi đó, cho nên là tôi quyết định mua cái máy này. Tôi nằm thì tôi thấy đường tôi là bây giờ ổn định, là bác sĩ khen. Sau khi tôi đi khám đại đường huyết thì bác sĩ khen là bà làm sao mà hay thế. Thì tôi cũng có kể là tôi mua cái máy VH14 này của tập đoàn Nhật Bản LG đó. Thì tôi trải nghiệm gần một năm thì tôi mua về nhà tôi nằm, là coi như là bây giờ là coi như là 2 năm rồi. Chân cẳng thì hồi xưa thì hay bị chuột rút lắm, đêm ngủ là chuột rút giật bẻ đó, gọi là giật bẻ đó, người thì kêu chuột rút, người kêu giật bẻ đó. Nó giật nó bẻ mà thậm chí mà khóc luôn, đau quá thì kêu chồng đó, anh ơi chết rồi, sao em xoay trở không được, nó bẻ cứ nhắc như vậy. Thì anh đứng đứng là anh phụ phụ kéo cái chân của cô ra dữ lắm, mà kéo mãi kéo thì có khi là nó còn đau hơn nữa. Nhưng mà sau khi cô nằm cái máy này rồi thì cô thấy cái chuyện chuột rút của cô thì nó mất hồi nào thì cô không hay. Đó là cô bị mất cái vụ chuột rút của cô mừng nhất. Rồi thêm một cái, cô rất là khó ngủ. Khi cô vô hội trường cô ngồi, cô hay than với con đó là cô ngồi cô phải nhắm mắt, là vì nếu mà cô mở mắt ra là cái đầu cô rất là nặng, nhưng mà khi về nhà là không thể nào ngủ được. Nhưng mà cô là người rảnh chứ không phải là người giấc giả mà không có thời gian ngủ, nhưng mà không ngủ được. Có những người người ta có thời gian ngủ mà người ta không ngủ được, người ta có thời gian ngủ mà người ta không có thời gian, người ta không có thời gian mà người ta ngủ được là khác, còn cô có thời gian mà cô không ngủ được, cô thức trắng luôn. Coi như là cô bị mất ngủ với là cô bị tăng cân, thì bác sĩ nói là cô qua béo phì đó. Khi mất ngủ như vậy thì cô bị rối loạn nhịp tim, rồi cô bị rối loạn giấc ngủ, rối loạn nhịp tim cô phải uống thuốc tim. Không, nên rồi rối loạn nhịp tim thì bác sĩ mới nói rằng là khi mà mất ngủ là ảnh hưởng tim rất là nhiều, thì phải uống ba thuốc là hỗ trợ tim. Nhưng mà khi mà cô mua cái máy này về cô nằm cô hỗ trợ rồi thì cô ngủ rất là ngon. Thật sự là lúc trước đó, cô nằm có thể là tới nửa đêm hoặc gần sáng cô ngủ 1-2 tiếng đồng hồ, rồi đi tiểu rất nhiều. Nhưng mà khi mà cô nằm cái máy này thì cô thấy rằng cô ngủ rất là ngon đó. Như chưa có nằm cái máy này thì đi tiểu mấy lần, 4-5 lần, nhưng mà khi đi có thể là nằm đi 1-2 lần, tại mình uống nước cũng có khi là đi tiểu 1-2 lần là do cái máy này là nằm ghèn ra nhiều nè, mồ hôi ra nhiều nè, tiểu tiện nhiều, đại tiện tiểu tiện nhiều. Và khi mà nghe nhân viên nói vậy thì tôi về tôi cũng có để ý, thì tôi thấy là nằm thì ghèn mắt ra nhiều đó, rồi là đi tiểu tiện đại tiện là nó ra nhiều hơn mồ hôi, hoặc là cái này kia ra nhiều, là tôi thấy rất là đúng, thì nó thải độc mà. Thì mình cũng thấy mừng, mình mới đầu mình nghĩ nhân viên nói vậy thôi, mà thật sự khi về trải nghiệm thì thấy y như thật, là lúc mà nhân viên nói thế nào thì về y thật cái đó. Rồi khi ông bị tai biến á, thì tôi phải đèo ông đi tới cái tập đoàn để ngồi, ông đâu có đi được, cũng liệt nửa người, giật méo miệng luôn đó, coi như là liệt nửa người, là nằm một chỗ, là tôi phải là chăm đái ỉa một chỗ, ăn uống nằm một chỗ không có đi được. Nhưng mà khi nằm cái máy VH này thì bây giờ là ông chạy bộ, ông đi bộ, ông chạy xe Honda, ông chở tôi đi là đi Cần Giờ sáng đi chiều về nè. Đó. Có khi đi Vũng Tàu sáng đi chiều về chứ không có nghỉ lại, không có bao giờ mướn khách sạn ngủ lại, sáng đi chiều về để ra ngoài hít không khí biển. Nhưng mà ông rất khỏe là ông chạy xe ở đây, nó nói trời ơi anh mới bị tai biến xong mà tại sao anh chạy xe giỏi vậy đó. Thì bây giờ là coi như là tai biến hoặc là huyết áp ổng là điều ổn định đó.
Và cái thứ hai nữa đó là ổng hồi đó ổng nhà ổng hay ho lắm, vô minh côn đang là ho nhảy mũi ho nhảy mũi ho với lắm, mà tôi làm cái máy này thì thấy không có nhảy mũi không có ho nữa, lúc trước là ho là sặc, ăn là sặc, ăn uống gì cũng sặc hết, với lại nói nó không có rõ chữ, với lại hát karaoke cũng nói chung là nó bị méo chữ vậy đó. Nhưng mà từ khi mà nằm cái máy đi hát là tới giờ thì ổng hát dữ lắm ạ. Hát được, nói chuyện rồi rõ ràng, rồi đi bộ rồi khỏe, rồi chạy xe rồi khỏe. Nói chung là mấy đứa em ruột nó cũng ngạc nhiên, mà cả một cái dòng họ của mình, mà cả gia đình của chồng mình cũng ngạc nhiên. Nhưng mà khi kêu ông bà mua đó, thì ông bà cứ nói là để từ từ mua, mày nằm trước đi rồi mà coi làm sao. Thì thật sự bây giờ là một cái câu trả lời là rất là đúng đắn, là ok lắm, cái gì cũng ok hết đó. Rồi còn bản thân tôi á, thì đau lưng, đau đầu gối, đau tay, đau chân, nói chung lại là tuổi thì không có bao nhiêu, mà đi ra thì hỏi sao cô xương yếu như vậy, sao mà thấy cô đi lụng phụng luôn cũng yếu vậy. Thì thật ra là đầu gối rồi bị khô nước nhờn, rồi bị lệch khớp gối, giật bẻ, rồi bị gai cột sống, rồi bị xẹt các đốt sống. Nhưng mà cái này nó đánh vào hệ thần kinh rất là hay, tại vì khi mà thần kinh của mình mà nó không có quyết định được, nó không có sống động được, thì nó không có nói năng gì tới trong cái ruột thủ lưu tạng mình hết. Cái này là do hệ thần kinh, cho nên khi nằm cái máy này nè thì là cái hệ thần kinh của mình nó rất là ok. Cho nên khi cái hệ thần kinh nó tốt thì tất cả ruột thủ lưu tạng của mình đều tốt. Cho nên là tôi rất là quan tâm cái máy RH14 này. Thì tôi đâu có mua cái máy RH9000 với lại 11000 đâu, tôi quất luôn cái 14000 luôn. Đó, nằm vừa thời gian nó vừa ngắn lại, với lại cái máy 9000 cũng y hệt chức năng vậy, mà cái máy 11000 nó cũng y chức năng vậy, nhưng mà cái thời gian thì nó lại khác. Chứ còn cái chức năng nó hỗ trợ với lại nó làm cho mình đẩy lùi bệnh tật đi chang nhau không có khác. Dạ, không biết là một ngày hai bác mình trị liệu đúng quy cách là một ngày hai bác đang trị liệu một ngày mấy lần? À, một ngày 4 lần. Dạ. Một ngày 4 lần chỉ trừ khi nào đi du lịch thôi. Dạ. Khi nào đi du lịch thì khỏi căn nhà này thôi, chứ còn đúng là ở nhà là nằm 4 lần, cách 1 tiếng là nằm, cách 3 tiếng là nằm 1 tiếng. Cách 3 tiếng là nằm 1 tiếng. Rồi đêm á thì khi mình nằm trị liệu xong rồi thì mình để chế độ ngủ thì ngủ ngon lắm, ngủ như là không nhớ gì hết. Ngủ tới sáng hồi nào cũng hay. Dạ, thì... bác Quang thì bây giờ bác khỏe không ạ? Bây giờ là bác khỏe, bây giờ người ta biết thì người xe lăn chán đòi lắm, có thì muốn chết thôi. Dạ. Thế sau khi mà ngồi cái máy này, lúc mà ngồi công ty ấy, thì cái thời gian nó ngắn quá, đâm ra cái sự cải thiện nó chưa rõ ràng lắm. Dạ. Thế sau khi quyết định ngồi thấy nó có hiệu quả rồi, bắt đầu cũng hỏi con cái tôi bên Nhật, thì con cái tôi nói là cái máy này chính cái chạy giống não ở Nhật là già người ta sử dụng rất là nhiều. Mà tôi hỏi giá cả thì tham khảo, thì con tôi bảo lên mua cái ở Việt Nam công ty cho hỗ trợ cái giá, bên ba lên mua rẻ hơn bên Nhật, mà cái máy này rất tốt, ba lên mua đấy, nó vận động tôi mua. Thế thì tôi sau khi tôi ngồi cái máy trải nghiệm, tôi quyết định là tôi phải mua cái máy này. Tôi mua cái máy này về thì tôi thấy trước nhất á là cái thần kinh, là tôi thấy nó tỉnh táo, người nó không bị choáng váng, không có nặng, mà hai chân tay không bị tê. Như trước là trước là cái tay đó, cái tê này thì không cử động được, cử động mà theo cái ý cái não mình chỉ đạo không được. Thế sau khi ngồi cái máy này cái thần kinh nó rất là ổn định. Rồi trước là tôi đi xe máy ấy, là cứ nghe cái tiếng nước cái tiếng động, mà sau lưng một cái là người cứ co rúm lại té liền, sợ té. Thế là ai bấm chuông cái té thì nó làm cho tôi cân bằng luôn, ai mà bóp kèn cái nó té liền. Ngay là nghe cái sau nó vượt lên rồi tôi cũng có gì tôi hốt hoảng hết, rất bình tĩnh. Đấy là tôi bây giờ là tôi cũng có thể đi xe máy từ đây ra Vũng Tàu đi về liền cũng được thôi. Coi như là thần kinh tôi khỏe, coi như là có thể là tôi chạy được, chứ trước là không chạy được. Trước đi là chạy không muốn chạy, chạy là té ngay, vấp té ngay, đi còn vững ở đâu chạy người bình thường. Yeah. Thì tôi thứ nhất là về tôi cũng nói là nhờ cái máy này thì tôi như là sức khỏe tôi nó ổn định, mà hai giờ đến giờ phút này tôi huyết áp tôi không thể uống viên thuốc huyết áp rồi hết, mà huyết áp tôi đo thì vẫn thấy rất là ổn định, nhưng mà tôi rất tin tưởng cái máy này. Thì tôi xin cảm ơn công ty GH này đã tạo ra cái máy này cho tôi với sức khỏe, phục hồi cho tôi, phục hồi sức khỏe gần như hoàn toàn. Nhưng mà cô thấy là tóc bớt rụng nha. Lúc trước á, thật sự cô gội đầu nó rụng lùi luôn, tóc quá rụng luôn. Mà bây giờ cô ngồi cái máy này tóc cô bắt đầu nó lên lại, nó bớt bạc rồi. Bớt bạc lên. Bạn bè rồi những người thân quen lên mua cái máy này về sử dụng. Bởi vì tôi thấy hiệu quả, mà các con tôi, nhất là con tôi, những người con tôi ở bên Nhật nó động viên tôi, nó
nó nói tôi rất tin tưởng, mà tôi cũng cảm thấy tôi ngồi cái máy này rất tin tưởng. Và tôi cảm ơn nữa, tôi xin cảm ơn công ty H đã cho tôi cuộc đời tôi sống lại lần thứ hai. Mà các bạn nào mà muốn đẹp á, tóc không bạc đó, hoặc là tóc đang rụng đó, lên một cái máy này tóc nó sẽ lọc lại mà nó không bạc, nó đen lại. Không có, tôi khỏe hơn, tôi là có thể tôi vẫn đá banh được bình thường á. Dạ. Nhưng thay nhiên sức khỏe tôi đã. Rồi cái vấn đề về tĩnh mạch của bác thì bây giờ mấy cái gì đầu trước đâu nó nổi không cung 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 vào thế. Các bạn thấy thì tôi có thấy không? Không thấy một cái tĩnh mạch cái đây. Còn một đi con vui với cái dây thun nó nằm ở cái này. Còn trước đi á là cái chân nó nóng luôn. Dạ. Mà đi nhiều cái đó chân nó sưng lên. Bây giờ tôi đi tôi ngày nào tôi đi bộ mà thôi. Tôi có sao tôi đi bộ tôi chạy bây giờ không bình thường. Dạ. Đấy tôi khuyên bà con người lên mua. Dạ. Vậy thì hôm nay thì con đến hỏi thăm sức khỏe của hai bác. Cảm ơn là hai bác sau một khoảng thời gian tin tưởng sử dụng thiết bị có những cái hiệu quả tốt với chứng bệnh của mình. Thì mong là trong thời gian sắp tới thì con sẽ thăm hỏi sức khỏe của hai bác, thì hai bác sẽ có những cái hiệu quả với chứng bệnh của mình nhiều hơn nữa. Và chúc là hai bác là sẽ là nhiều sức khỏe và càng ngày càng trẻ và đẹp hơn, và sẽ có, khi mà khỏe thì sẽ chở bác Sương là đi du lịch nhiều hơn nữa. Dạ. Thì cảm ơn hai bác rất là nhiều vì sự chia sẻ của mình ngày hôm nay. Rồi, cô cũng cảm ơn tụi con đã bỏ công tới đây, tội nghiệp mất sức đường xa xa xôi để tới để thăm hỏi. Dạ. Thì cô thấy là cô cảm nhận được cái gì là cô nói hết ra rồi đó. Dạ. Thì là ok lắm. Chúc cô công ty thành công. Dạ, con cảm bác. Công ty là mang mỗi ngày mỗi phát đạt, mà coi như là anh chị em mà ai mà không biết cái máy là thôi biết thì cứ mua đi. Đó, mua đi rồi nó tính đâu có nhiêu tiền. Dạ. Ví dụ thuốc nè, mỗi một tháng tôi tính nha, cứ một tháng tôi đi tái khám trên Hòa Hảo là 3 triệu. Dạ. 3 triệu tiền thử máu riêng, tiền khám 100 là tiền thử đường huyết riêng, rồi 3 triệu. Mà cứ như vậy mà tôi uống thuốc riết tôi sanh ra tưởng thứ bệnh hết. Còn bây giờ cứ tính đi, cái máy này một ngày bao nhiêu tiền nè, tính ra đi. Con mua 100 triệu đi thì con tính một ngày đó bao nhiêu, mà trong khi bây giờ con tính 3 triệu tiền thuốc nằm tháng là một ngày nhiêu, 100 ngàn. Tôi mua máy này sướng khẩu uống thuốc. Dạ. Đó, cho nên mình quyết định đúng đắn là mình phải mua máy ngồi nó lọc máu nó tốt cho cơ thể, mất diện uống thuốc tây. Khi mà mình hạn chế tối đa việc uống thuốc tây vào cơ thể thì mình sẽ bảo vệ được cái nội tạng của mình được tốt hơn. Thì mỗi hôm này lúc trước huyết áp cao lắm, là bác sĩ kêu khuyên dùng phải uống huyết áp. Mà cô cũng sợ ông bỏ huyết áp, cô la hoài, nhưng mà kêu ông ngồi cái máy này rồi cái ông thấy huyết áp ông ổn định ông bỏ luôn mà. Ở đây ai nói sao anh lớn tuổi anh không uống thuốc huyết áp, ông nói thôi huyết áp tôi ổn định rồi, không đâu chịu uống đâu con. Cô bắt đi ra mua nhà thuốc, mua về để nó không uống. Mà cô cũng hơi sợ. Nhưng mà thì huyết áp tốt. 12 mấy à. Rồi vậy là con cảm ơn hai bác rất là nhiều vì sự chia sẻ của mình.